Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tùng Mai Hoàng. Hôm nay mình đến nhà của em Bảo ha. Bảo có giao lưu số phôi mai đế đẹp đó quý vị. Tay cạnh cũng đều ha. Đây nghe Bảo nói là bao bông quý vị là 92 cánh ha. Bụng lớn ha, bụng hai lớp ha. Đó. Rồi em Bảo đây. Chào em Bảo ơi. Em chào anh Tùng, em chào cô chú anh chị. Hôm nay em có về một số phô mai để giao lưu cùng cô chú anh chị. Địa chỉ của em là ấp Hòa Thới, xã Hòa Định, chợ gạo Tiền Giang. Còn số điện thoại của em là 0386709799. Rồi, mình ship bao ship toàn quốc hả cưng? Dạ, em bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Rồi, bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi, vô cây số 1. Một cây đế nôm. Hoành là 13. Hoành 13. Chiều cao là 82. Chiều cao 82. Một số tay cạnh nha quý vị. Thân lắc lượng ha. Dễ nôm nha cô chú anh chị. Đế thì quá ok. Này bao đế nha quý vị. Bao đế, bao ship, bao bông quý vị luôn ha. Bao tá lạ. Rồi cây số 1 giao lưu nhiêu cân? Cây số 1 này em cũng giao lưu với giá 550.000. Mã số 1 550.000. Mới chào hàng cái là quá rẻ rồi ha. Rồi đổi phôi. Mã số 2 Quỳnh là 14. 14 Quỳnh. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Một nụ đế luôn. Kỳ khấu kỳ về. Số tài cành mau chơi ha. Rồi, mã số 2 giao lưu như gưng. Cái số 2 này em cũng giao lưu với giá 450.000. Mã số 2 giao lưu 450.000 quý ơi. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đó, em bảo nó giờ bao sống bao ship luôn. Rồi, đổi phôi. Tiếp tục. Super. Mã số 3. Quỳnh là 14. 14 Quỳnh. Chiều cao là 78. Chiều cao 78. Tay cạnh khá đều về. Thân lắc ha. Cái này già cây lắm nha quý vị. Đây, để đây. Để đều bốn mặt luôn. Rồi giá cái này nhiêu cưng? Cái số 3 này em cũng giao lưu với giá 400.000. Mã số 3 em bảo giao lưu 400.000 luôn nha quý vị. Rồi đổi. Mã số 4. Hoành là 16. 16 Hoành. Chiều cao là 75. Chiều cao 75. Đây, để nôm nha quý. Cái này khá có duyên. Rồi giá cưng. Cái số 4 này em cũng giao lưu với giá 500.000. Mã số 4 em bảo giao lưu 500.000 nha quý. Rồi đổi phôi. Mã số 5, đây một cây đế nôm quá dữ luôn. Cây này là đế nôm khủng luôn đó cô chú anh chị. Hoành là 13. 13 hoành, tay cạnh đều nè. Chiều cao là 85. Chiều cao 85. Đó. Cây này đế nôm của chú anh chị rất là đẹp. Đây đế đây, quá trời đế, một nồm lùm đế luôn. Đó. Rồi giá cái này vô ơn. Cây số 5 này em cũng giao lưu với giá 700.000. Đó, mã số 5 em bảo giao lưu 700 nha quý vị. Cây này quá ok. Rồi đổi phôi. Đây mã số 6. Quanh. Quanh là 14. Chung cây này khá cây không quý vị. Chiều cao là 66. Chiều cao 66. Rồi giá mã số 6 này nhiêu cưng? Cây số 6 này em cũng giao lưu với giá 450.000. Mã số 6 450.000 nha quý vị. Rồi đổi coi. Mã số 7. Đây. Cái này hơi lớn ạ. 16. Quanh là 16. Chiều cao là 84. Chiều cao 84. Đó, một số tay cạnh nha quý vị. Trong quá trình quay có chá hay có giật hay tay rung ghiền rượu gì quý vị bỏ qua nha quý vị. À, tại vì gân yếu nó bị thông cảm. Bỏ qua giùm, cảm ơn nhiều. Rồi, mã số 7. Cây số 7 này em cũng giao lưu với giá 650.000. Mã số 7 giao lưu 650.000 nha quý vị. Rất mong cô chú bác hộ cho em Bảo ha. Rồi, đổi phôi. Số 8. Mã số 8. Quanh là 16. Quanh 16. Chiều cao là 55. Chiều cao 55.
Cái này xù nghe cô chú anh chị. À, xù đẹp quá à. Cái này già cây lắm quý vị ơi. Có nu hòn như giờ cốc ha. À. Cây nó muốn tượng xù nha. Già quá rồi. Cô số 8 này em cũng giao lưu với giá 600 ngàn. Mã số 8 giao lưu 600 nha quý vị. Bao đế quý vị ha. Tột ra bắn mạnh ha. Cây rất mạnh quý ơi. Rồi, đổi phôi. Đây. Số 9. Mã số 9 đẹp luôn mà. Quanh cây... là 18. Quanh 18, 17 à, yếu một tí. À, đây cây rất già nha. Nù nù ra ha. Chiều cao là 56. Chiều cao 56. Không bị nắng quá ta. Nắng lên. Phôi số 9 này em cũng giao lưu với giá 800 ngàn. Mã số 9 giao lưu 800 nha quý vị. Chà, sao để giờ nắng lên. Rồi đổi phôi. Phôi số 10. Số 10. Hoành là 12. Hoành 12. Chiều 3 là 88. Chiều 3 88. Để đây. Rồi giá cái này nhiêu cơ? Phôi số 10 này em cũng giao lưu với giá 650 ngàn. Một cây dáng bay 650 ngàn nha quý vị. Đó, vì gì sửa lại cái bộ đất lại ha. Nó bay mà nó bay chứ chưa giữ. Rồi đổi phôi. Phôi 11. 11. 14. Là 14. Đó. Cái này một cây dáng bay nha quý vị. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Vậy quý vị uống cái cành ngẩn nó xuống xuống ha. Ngẩng lên khó coi mình về bẻ xuống chị xuống ha. Em đo cũ rồi. Cũ thì bao cũ hả? Ừ quá hả? Cũ nhiêu cưng? Cũ là 28. Cũ 28. Đó, quý vị về bẻ xuống uống kẽm xuống ha. Là thành một cây bay. Rồi giá cái này nhiêu cưng? Cây 11 này em cũng giao lưu với giá 850 ngàn. Mở 11 giao lưu 850 ngàn quý vị. Rồi đổi phôi. Mã 12. Hoành là 15. 15 hoành. Chiều cao là 35. Chiều cao 35. Kịch trực ha. Anh này cũ cũng chà bá luôn. Chà bá luôn hả? Cũ là 23. Cũ 23. Cây 12 này em cũng giao lưu với giá 300 ngàn. Mã 12 giao lưu 300 nha quý vị. Rồi tiếp tục. Cây 13. 13. Hoành là 16. Hoành 16. Chiều cao là 60. Chiều cao 60. Đó, con số đôi cạnh hơn vậy. Dễ nôm nha cô chú anh chị. Đây, để đây. Qua đây luôn. Tùm lum luôn. Rồi, giá nhiêu cân? Cây 13 này em cũng giao lưu với giá 600 ngàn. Mã 13, em bảo giao lưu 600 luôn. Rồi, đổi thôi. Đây, cái này quái nha. Tượng xù ha. Hoành là 16. 16 hơn quý vị. Mới tượng cục cục quý vị. Chiều cao là 47. Chiều cao 47. Để cái dãy của nó chéo qua nhìn nó kỳ thú hay cô chú vậy. Quái ha. Cái quái sao. Rồi giá. Cây 14 này em cũng giao lưu với giá 500 ngàn. Mã 14 giá 500 quý vị. Quá mềm. Rồi đổi thôi. Đây, cây này quá cực kỳ. 15. 15. 17 quanh. Quanh là 17. Chiều cao là 68. Chiều cao 68. Đây, để đây. Để quay nha quý vị. Để khảo kê. Rồi, mã 15 này giao lưu nhiêu cân? Mã 15 này em cũng giao lưu với giá 600 ngàn. Mã 15 giao lưu 600 nha quý vị. Dạ cây hết thì nghe cô chú anh chị. Rồi đổi thôi. Đây mã 16. Hoành là 17. 17 ngày tim. Chiều cao. Chiều cao là 86. Chiều cao 86. Con số tại cạnh ha quý vị. Cây khá ok. Gồm là đế một cục ha. Để rải cũng đều. Rồi giá cái này nhiêu cân? Cây 16 này em cũng giao lưu với giá 550 ngàn. 550 ngàn mã 16 nha quý vị. Rồi đổi phôi.
Đây, mã 17. Quỳnh là 14. 14 Quỳnh. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Để đây. Để rất là đẹp nguyên cho chú anh chị. Để điều bốn mặt luôn vậy, nôm xuống. Nhìn cây rất có duyên. Vì không thích mấy cái rễ treo đó cắt bỏ ha. Có rễ chì, rễ chì mồi dưới ha. Rồi, giá cái này nhiêu cưng? Cái 17 này em cũng giao lưu với giá 700 ngàn. Mã 17. Em bảo giao lưu 700 về. Quá mềm. Rồi, đổi phân. Đây, một cây thằng dù ha. Cây 18. Thằng dù để nôm. Quỳnh là 14. 14 Quỳnh. Chiều cao là 54. Chiều cao 54. Đó, thì là cái thằng dù chơi gọn gọn ha. Đây, để đi qua web. Rồi, giá cái này nhiêu cưng? Cây 18 này em cũng giao lưu với giá 550 ngàn. Mã 18 giao lưu 550 ngàn nha quý vị. Rồi, đổi phôi. Đây, mã 19. Quanh làm 15 rưỡi. 15 thôi. Chiều cao là 90. Chiều cao 90. Đó, số tay cành mau chơi nha quý vị. Đây, để đây một cục đấy luôn. Gom lại ha. Thằng cũng hơi siêu siêu nha cô chú anh chị. Dán siêu siêu. Rồi, giá nhiêu cưng? Cái 19 này em cũng giao lưu với giá 800 ngàn. 19 giao lưu 800 nha quý vị. Rồi, đổi phôi. Đây, 20. Cây tàn khá đều ha. 16. Là 16. Chiều cao là 66. Chiều cao 66. Đó, tay cành khá đều. Cái này như tàn không vậy. Thân thì lắc. Đế thì gom lại một cục. Đó. Rồi, giá cái này nhiêu cưng? Cái 20 này em cũng giao lưu với giá 500 ngàn. 20 giao lưu 500 nha quý vị. Rồi, đổi phôi. Quá mềm, cái này cháy hàng rồi. Đây, một em lùng lực. Mới tượng xù ha. Quỳnh là 16. 16 Quỳnh. Chiều cao. Chiều cao là 48. Chiều cao 48. Cây khá lực nha quý vị. Để gom lại ha. Nổi cục cục ha. Rồi, giá này vô cưng. Cây 21 này em cũng giao lưu với giá 550 ngàn. 550 ngàn, mã 21 nha quý vị. Rồi, đổi phôi. Đây, cây dân bay ha. Quỳnh là 12. 12 Quỳnh. Chiều bay. Chiều bay là 59. Chiều bay 59. Khá ok, để nó gom là quá trời luôn. Lùm đế luôn. Bỏng kiến ra, đéo được đâu. Rồi, giá như cái này nhiêu cân? Cây 22 này em cũng giao lưu với giá 500 ngàn. 22 giá 500 VA. Rồi, đổi phôi. 23. Quỳnh là 17. 17 Quỳnh. Chiều cao là 115. Chiều cao 115. Đó, số tay cành nha quý vị. Để đây, để quấy. Rồi, giá cái này nhiêu cưng? Cái 23 này em cũng giao lưu với giá 500 ngàn. Mà 23 giao lưu giá 500 nha quý vị. Rồi, đổi phôi. Đây, một cây thằng dụ luôn. Quỳnh là 18. 18. Chiều cao là 61. Chiều cao 61. Đó. Thằng khá đều rồi. Để đây, để gom một cục ha. Rồi, giá cái này nhiêu cưng? Cái 24 này em cũng giao lưu với giá 600 ngàn. 24, bảo giao lưu 600. Rồi, đổi phôi. Cái 25, Quỳnh là 14. 14 có hơn. Chiều cao là 62. Chiều cao 62. Đó. Là có thằng dù con gọn chơi hả quý vị? Không thích cái đỉnh trên cắt bỏ ha. Để đây, để khá. Rồi, giá nhiêu cưng? Cái 25 này em cũng giao lưu với giá 500 ngàn. Mà 25, em bảo giao lưu 500 nữa về. Quá mềm, đổi phôi. Đây, 26 cũng là một cây tàn dầu luôn. Lùng lực luôn. Lùng lực luôn. Quanh là 17. Đó. Chiều cao. Chiều cao là 64. Chiều cao 64. Tàn khá đều. Để đây, thì khá. Rải cũng đều bốn mặt. Rồi, giá nhiêu cưng? Cái 26 này em cũng giao lưu với giá 550 ngàn. 550 ngàn cho mã 26. Rồi, đổi phôi. 27, cái tàn dụ luôn. Tàn đều gật luôn.
Quỳnh là 16. Quỳnh 16, vị không thích cái rễ treo này cắt bỏ ha. Cắt đây gọi là con rễ mồi vậy đây ha. Chiều cao là 61. Chiều cao 61. À. Rồi giá cây như này nhiêu cưng? Cây 27 này em cũng giao lưu với giá 450.000. Mà 27 giao lưu 450.000 quý vị. Bao sống mày, bao ship toàn quát nghe cô chú anh chị. Bao sống bao ship luôn. Rồi đổi phôi. Đây. 28. Chiều cao. Cũng vậy nữa. Hoành. Hoành là 15 hơn đó. Chiều cao. Chiều cao là 71. 71. Đó, tay cạnh khá đều nha quý vị. Để đây. Bao để luôn. Để tầm lum luôn. Rồi giá cái này như cái 28 này em cũng giao lưu với giá 600.000. 28 em bảo giao lưu 600 luôn kìa. Rồi đổi phôi. 29. Đây cây 29. Bọc số đẹp. Luôn. Số đẹp mà cây đẹp luôn. Quanh là 17. 17. Chiều cao là 88. Chiều cao 88. Ôi, dễ rất là cái. Tay cần ra khá đều nhớ vậy. Đấy còn mập mập không à. Đó. Rồi giá cái này nhiêu cưng? Cây 29 này em cũng giao lưu với giá 650.000. Mã 29 giao lưu 650.000 nha quý vị. Rồi đổi phôi. VIP. Đây 30 cây này cuối clip hả? Cây này cây cuối clip luôn. Rồi cuối clip luôn mà cây này VIP viền Việt luôn. Hoành là 14 hơn. 14 hơn. Chiều cao là 24. Chiều cao 24, cây này đang tượng xù nha quý vị. Tượng cục cục ha. Đây nè. À, ha, kéo ha. Đó. Như ghế đơm ha, đẹp ha. À. Cái này giá nhiêu cưng? Cây 30 này em cũng giao lưu với giá 450.000. Mã 30 lùng lực này 450.000 quý vị. Cuối clip nha. Rồi cuối clip quan tâm giữ biển giá cưng. Cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ cho em và em mong cô chú anh chị ủng hộ cho em nhiều hơn nữa. Em rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn Bảo rất nhiều ha. Rồi thì quý vị có nhu cầu mua bài vàng thì liên hệ số của em Bảo mình ghi phần tiêu đề nha quý vị. Vì nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho mọi người cùng xem. À, số phôi em bảo Zalo đây. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.